Sao trăng gì? Hồi đại học á, Hoàng Anh có yêu một người tên là Hùng đó, rồi không biết sao bị cha Hùng phụ bạc mới quay qua lấy cha Hạnh để làm chi? Để trả thù ông Hùng. Anh Nam, nếu một ngày không có anh, em không thể tưởng tượng nổi là mình sẽ như thế nào. Ý, ba về kìa. Hả? Ba Xỉn. Ba Xỉn. Nè nè mọi người, không sao. Trời sao nó đưa Xỉn vậy? Anh, đi đâu vậy? Hả? Hoàng Anh, gì đó con? Hôm nay con ngủ chung với mẹ. Đây là Diệu Hiền, người học sinh mới của lớp. Chào bạn. Ê, béo phì. Hả? Bộ bào chung lớp với tụi tôi hả? Anh à. Thôi đừng có kêu anh nữa. Anh nghĩ là anh không có tha thứ được cho em nữa đâu. Mà đúng rồi, chiều nay nhà tôi có nấu chè á, qua dùng cái hàm răng này nè, nạo dừa giùm nha. Nè,